kiều nó vừa cũng giỏi ha. Đồ khác còn ở quê mình nó làm ruộng hết, nó sát vườn hết rồi, nó mắc quê lợi quá nhiều. Người ta nghĩ là trồng lúa là nó sẽ còn ở đây là người ta có quê lợi, người ta chăn nuôi gà, dịch ra, người ta trồng rau gác, trồng đồ, nó trồng đủ thứ quê lợi người ta có. Đi chơi về mà có sẵn rồi ăn luôn, không có không có nấu. Nồi cá thì sớm chiên.
lên ngồi xuống khó khăn mà cậu đi. Vừa mới ăn, ăn rồi chị mới ăn cơm gọi. Gà bự nè, bê cơ bác ơi, gà giá nè, 1 ký 35 ngàn.